đang quay TikTok, chàng trai sợ hãi khi phát hiện cái lạ mặt đáng sợ trong ngôi nhà của chính mình. Mới đây, một đoạn video TikTok đã nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Đoạn video được đăng tải bởi TikTok có tài khoản tên là RebisQf. Trong đó ghi lại cảnh tượng một chàng trai trẻ khá điển trai đang quay TikTok trong chính phòng khách của ngôi nhà. Khi anh chàng đang say sưa với những điệu nhảy cover của bản thân, thì đột nhiên ở góc phải màn hình, ở vị trí của chiếc cầu thang đi lên tầng 2, có gì đó không ổn. Ở góc tối của chiếc cầu thang là một cái đầu bất ngờ thò xuống và nhìn chăm chăm vào người anh chàng đó. Nó chỉ dừng lại trong vài giây và nhanh chóng biến mất. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến người xem rợn da gà. Dường như anh chàng trong video không hề biết điều đó. Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng viral, đến mức chủ nhân của video cũng không hiểu lý do. Nhưng mà sau khi đọc comment của người xem, anh chàng đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân của câu chuyện. Những người xem liên tục kêu anh chàng chuyển nhà ngay lập tức. Đó có thể là một tên sát nhân rình rập. Nhưng mà người khác lại cho rằng đó là một con quỷ đang rình rập anh ta. Lạy Chúa, tôi tin chắc đó là một con quỷ vô hình đang bám theo anh ta. Người khác lại comment, đó là một tên trộm, hắn sẽ giết anh khi đang ngủ. Các bạn nghĩ sao về trường hợp này? Hãy comment cho tôi biết với nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Bí ẩn hôm nay ra thêm video mới nhé. Còn giờ thì bye bye.